lấy anh đi em nhé. Hay những lời lãng mạn như hãy để anh làm làn gió quanh quẩn bên đám mây, hãy để anh làm vì sao lu mờ bởi ánh sáng của mặt trăng, hãy để anh làm con ong không thể thiếu những cánh hoa, và hãy để anh được quanh quẩn bên em, được lu mờ vì em, để anh làm người đàn ông của đời em. Lấy anh em nhé. Còn trong bài hát Làm vợ anh nhé của nhạc sĩ Phạm Bảo Nam thì chàng trai sẽ cầu hôn người yêu như thế nào? Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây với giọng hát của Chi Dân. Thính giả Tinh Bình có số máy cuối 232847 dành tặng ca khúc này đến quý thính giả đang theo dõi chương trình. Chúc mọi người sớm tìm được một nửa cho mình. Chủ nhân số điện thoại cuối 6948 cũng muốn gửi tặng bài hát này cho các bạn đang theo dõi chương trình. Cùng các bác tài xế đang lái xe trên mọi miền đất nước, chúc các bác tài luôn mạnh khỏe và lái xe an toàn. Nguyễn Phú Tâm, 26 tuổi, tài xế ở Bình Dương, gửi tặng bài hát này cho bà xã có số điện thoại cuối 7215 với lời nhắn: anh xin lỗi vì đã làm em buồn, bỏ qua cho anh em nhé. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người rất lối, buồn vui rất khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình quà tặng âm nhạc đêm khuya. Chương trình được phát sóng mỗi ngày vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 92,5 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Để tham gia vào chương trình, quý vị hãy gọi về tổng đài 1900 571518, nhấn phím 6 hoặc soạn tin nhắn QTVK khoảng cách nội dung rồi gửi về 6540. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi những món quà âm nhạc thú vị kèm theo những lời chúc ý nghĩa về hộp thư qtvkvoba@gmail.com. Ban biên tập chương trình sẽ đáp ứng yêu cầu của quý vị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ tiếp tục món quà âm nhạc đêm khuya hôm nay, chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc Nếu Em Còn Tồn Tại do Trịnh Đình Quang sáng tác và trình bày. Xin mời thính giả của chương trình đón nhận ca khúc này từ bạn Hoàng, cùng lời mời kết bạn với các bạn tuổi từ 25 đến 30 qua số điện thoại 0911 767 355. Chương trình quà tặng âm nhạc đêm khuya cũng gửi tặng bài hát này cho thính giả có số điện thoại cuối 123246. Chúc bạn buổi tối thật ấm áp bên gia đình và người thân nhé. Thính giả nữ tên là Lâm Thiện Bảo ở thành phố Hồ Chí Minh tặng các bạn đang nghe chương trình. Mến chúc mọi người luôn thật may mắn trong tình yêu. Khi anh bắt đầu một tình yêu là lúc anh tự thay đổi mình, không còn những đêm về khuya. Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt. Là vì em, tình yêu của em đang được trân trọng. Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không thành. Hứa bay mình rằng em không được gục ngã, anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Em đừng buồn, hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại trên thế giới này. Hứa với mình rằng em không được gục ngã, anh muốn nhìn
trên thế giới này. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại trên thế giới. Thưa quý vị, trong tình yêu, phản bội hay chia ly là điều không ai mong muốn. Nhưng trong cuộc sống, không ai đoán được kết cục của một câu chuyện tình. Và điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ tới từ kẻ thù của chúng ta mà xuất phát từ những người ta yêu thương nhất. Mời quý vị cùng trở lại với giọng hát Nhật Kim Anh trong một nhạc phẩm do Nguyên Chấn Phong sáng tác với tựa đề Thà Người Đừng Hứa. Bạn Trinh ở Trà Vinh tặng bài hát này cho ban biên tập và thính giả của chương trình. Với lời chúc mọi người nghe nhạc vui, và bài hát này cũng là món quà làm quen của bạn Trinh gửi đến các bạn nữ tuổi từ 27 đến 38. Làm quen với Trinh, các bạn hãy liên lạc về số máy này nha: 01638 290 633. Đức Nguyên có số máy cuối 3465. Tặng ban biên tập chương trình và những ai là bạn của Nguyên, chúc mọi người nghe nhạc vui nha. Bên đợi người thương, nước mắt cháy dài trên sông. Có một người quên, một người cứ sao nhớ hoài. Lời thề đã trao khi xưa, chẳng ai còn nhớ. Người giờ ấm êm cao sang, quên nghĩa quên tình. Chuyến đò người vẫn chiều nơi xưa, kỷ niệm tàn phai như cơn gió thoáng vô tình. Chiều chiều đứng trong xa xa ngóng ai về bến, chỉ là mênh mông con nước với riêng mình ơi.
Đêm về là lúc người ta thường hay hoài niệm về quá khứ, hay mơ mộng về tương lai. Lúc ấy những ký ức cứ thay nhau ùa về mà không có chọn lọc. Có khi ta mỉm cười, hay có khi khiến ta phải bồi hồi xao xuyến. Những lúc rơi vào tâm trạng như thế, một bài hát trữ tình có thể khiến tâm hồn nhẹ nhàng hơn bởi được sẻ chia và đồng cảm. Sau đây mời quý vị cùng đến với giọng hát Quách Thành Danh trong một sáng tác của Hoài Linh, ca khúc Nỗi Buồn Gác Trọ. Thính giả có số máy cuối 5647 tặng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Mến chúc các bạn nghe nhạc vui nhé. Đặc biệt là gửi tặng các bạn đang sống xa quê, chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn Thắng ở Bình Dương, số máy cuối 5788, chúc các bạn một đêm ngon giấc và qua chương trình mong làm quen với các bạn tuổi từ 20 đến 25 qua số điện thoại 0932 905 788. Và bạn Vi có số máy cuối 4218 cũng dành tặng bài hát này cho các bạn nghe đài. Chúc các bạn có một buổi tối nghe nhạc vui. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vũ quy, khoác lên tà áo màu hoa cười, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gác vắng khiêu khiên đêm đêm, nhớ nhung đi vào quên sông sâu. Cô nhân ơi đi về đâu, gửi hôn chiêm vào đôi mắt, ái ân chưa tròn nề ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, trăng sầu nhân thế động trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vũ quy, khoác lên tà áo màu hoa cười, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gác vắng khiêu tìm đèn đêm, nhớ nhung đi vào quên sông sâu. Cố nhân ơi đi về đâu, gửi hôn chiêm vào đôi mắt, ái ân chưa tròn đầy ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ
nhỏ đứng mưa trên lối về, trăng sầu nhân thế động trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Quý thính giả thân mến, tiếp theo chương trình quà tặng âm nhạc đêm khuya hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Phi Nhung trong bài hát Trách Ai Vô Tình của tác giả Nhật Ngân. Bạn Quốc Khánh sống ở Bình Dương gửi lời chúc các bạn đang theo dõi chương trình luôn thật may mắn và tự tin trong cuộc sống. Khánh mong làm quen với các bạn nữ tuổi từ 28 đến 32 qua số máy 0965 608 178. Thính giả tên Vui có số máy cuối 0609 thì gửi tặng ban biên tập mến chúc mọi người có một buổi tối nghe nhạc vui. Và bạn Nguyễn Văn Duy ở Long An gửi tặng thính giả của chương trình và lời chúc thật may mắn trong cuộc sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao ngàn chạy theo duyên mới. Lỡ yêu thương người nên giờ giang giờ đời. Thưa quý vị, tình yêu mang đến cảm giác ấm áp không gì sánh bằng khi hai người đến với nhau và được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng tình yêu đến từ đâu, bắt đầu như thế nào? Với tác giả Tiến Minh, trong bài hát Nơi tình yêu bắt đầu với giọng hát của ca sĩ Bùi Anh Tuấn thì giấc mơ chính là nơi bắt đầu tình yêu của anh. Mời quý vị cùng nghe và cảm nhận nhé. Bạn sáng có số máy cuối 7995 tặng ban biên tập chương trình, các bạn nghe đài, chúc mọi người nghe nhạc vui. Ngọc Quý ở Đồng Nai có số máy cuối 62779 tặng người có số điện thoại cuối 829. Mong rằng em sẽ vui với món quà mà anh gửi tặng. Bài hát cũng là món quà mà chủ nhân số thuê bao 01689517199 dành tặng các bạn nữ của chương trình với mong muốn được giao lưu kết bạn để cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Và ca khúc cũng thể theo yêu cầu của bạn Duy Nam ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng các bạn nghe đài, chúc mọi người ngủ ngon. Qua chương trình, Duy Nam mong làm quen các bạn nữ tuổi 18-29 qua số thuê bao 01627 973 758. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn ra bao. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về, phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đời để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, anh đã yêu em người ơi. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về, phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, anh đã yêu em người ơi.
để cho lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếc gió hơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trong đời để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu cũng đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc đêm khuya hôm nay. Mến chúc quý vị và các bạn ngon giấc và có giấc mơ thật đẹp. Chương trình quà tặng âm nhạc đêm khuya được phát sóng vào lúc 23 giờ mỗi ngày trên làn sóng FM 92.5MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Để tham gia yêu cầu và gửi tặng những món quà bất ngờ đến người thân, bạn bè, các bạn hãy gọi về tổng đài 1900 571518, nhấn phím 6 hoặc soạn tin QTVK khoảng cách nội dung rồi gửi về 6540 nhé. Quý vị cũng có thể gửi những lời tâm sự sẻ chia cho bạn bè và những người thân của mình về hộp thư QTVK VOB@gmail.com. 30 tập chương trình sẽ đáp ứng yêu cầu của quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt những người thực hiện chương trình, biên tập viên Hồng Yến, Mỹ Qua xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại cũng vào khung giờ này ngày mai. Ca nhạc quốc tế. Ca nhạc quốc tế. Chào quý vị đến với chương trình ca nhạc quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, phát trên sóng FM 92.5MHz hôm nay. Mời quý vị thưởng thức album Letting You In của Chris Allen. Mở đầu là hai ca khúc nằm trong album Love Will Find You và Time Will Come. It's not a puzzle you can solve. Not a code that you can crack. Not a 12-step plan to help you understand. It's a mystery, that's a fact. And you don't get to choose right place or the right time. So listen up real close, cause all you need to know is let go and hold on tight. You're not gonna see it coming. Checkout line. A friend of a friend might introduce you. Next thing you know, you're eating sushi. Talking about forever, growing old together. Wasn't it worth the wait? Every single turn, now you're gonna learn. Love is always on the way. We'll find you, yeah.
Quý vị đang thưởng thức album Letting You In của Street Allen. Tiếp theo chương trình là hai ca khúc Wave và Faster Shoes. Mời quý vị cùng nghe. Ooh.
got that look in her eyes. She might be trouble, but trouble's what you need sometimes. She can't hold back, and she won't let go. Like a sinking ship that's keeping me afloat. Well, someone told me watch out, and another told me run. But I've always been a bullseye, looking for a gun. Well, she is my hurricane. Dangerous mind, well, that combination, a beautiful disaster every time. And she makes me mad, but she makes me stronger. I guess that love's not always a sweet, sweet song. Someone told me watch out, and another told me run. But I've always been a bullseye. Looking for a reason to leave. Always finding something wrong with the season. Your heart has just been hiding from the truth. Like a circle always ready to spin. Got that green light go all over your skin. But the world is never gonna cut you loose. No matter where you go or what you do, it's gonna be there waiting. You keep running away, you keep running away, you keep running away. You're gonna need some faster shoes. Well, you keep running away, you keep running away, you keep running away. You're gonna need some faster shoes, 'cause it's always gonna catch up to you. Turn the pages, but the words stay the same. Rearranging all the furniture to cover the stain. Well, that's not how you make it go away. Well, the problem never changes. You keep running away, you keep running away, you keep running away. You're gonna need some.
trip, but you're never gonna be able to outrun this. Dạ thân mến, quý vị đang thưởng thức chương trình ca nhạc quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phát trên sóng FM 92,5 MHz, giới thiệu album Letting You In do Chris Allen. Tiếp theo là hai ca khúc If We Keep Doing Nothing và Way Up High. Mời quý vị cùng nghe. The day is done. We lay to rest another one. A mother cries for her only son, broken hearted. We'll say a prayer or start a fight. To do tonight, 'cause either way we end up right back where we started. No, we can't just look away. No, we can't just stay the same. No, we can't let tomorrow be another today. If we keep doing nothing, then nothing will ever change. Well, I know you see it on the news, asking which side are you gonna choose. Well, the game is rigged, so both sides lose. No one gets anywhere at all. And the house is burning to the ground, while all of us just stand around and fight about what's bringing it down, pointing fingers until it falls. No,
As the clouds go racing by and the stewardess brings my wine, there's a couple things that cross my mind today. Like how many swimming pools does it take to keep us cool, and are we meant to rule the skies anyway? Oh, has the world gone wild? Oh, 'cause from here my side, these are my thoughts from way up high. Is the middle-aged businessman making deals with his right hand, or is he talking to his bride of 15 years? And as I get closer to God, is he falling more in love, or are all my sins becoming that much clearer? Oh, has the world gone wild? Oh, 'cause from here it's a beautiful sight. Oh, hope that I'm on time, and I wish you were by my side. These are my thoughts from way up high. And I can't wait to let it forget the place that I have been, to make room for all the memories we will make. But for now, that thought will have to wait. Cannot see the state line boundaries, then how do they know where to steer? And my father did his best, and I'd say with some success, 'cause I'm the man he hopes he sees in the mirror. Trên ca nhạc quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương hôm nay, giới thiệu album Letting You In do Chris Allen sẽ là hai ca khúc nằm trong album này, Feeling This Way và Letting You In. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Time and a long way to go to realize a bit.
the castles I made turned into ruins. Guess I built them too close to the tide. And it seems like every street light's turning red. And it's the right side of the bed. And this could all be in my head. But right now I'm wondering why. Some days it just feels like I'm in the wrong place at the right time. And a long way to go to realize I've been standing in the wrong line. Might not be okay, but I'm getting used to feeling this way. Might not be okay, but I'm getting used to feeling this way. I go right, maybe take a left. It doesn't matter, I move back with each step. I know you think that I'm crazy by now, but listen, I know what I'm talking about when it feels like there's a heart. Coming here, letting you